Và xin được chúc mừng cho phần dự thi màn giới thiệu của Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An. Một phút chuẩn bị để dành cho Bệnh viện Đa khoa Đông Âu. Alo. Màn chào hỏi Bệnh viện Đa khoa Đông Âu xin phép được bắt đầu. Ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi, kính thưa hội thi, sau 15 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Đông Âu đã khám và điều trị cho hàng triệu lượt người, góp phần không nhỏ với ngành y tế tỉnh nhà trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo triển khai các văn bản về phòng chống thuốc lá, luôn luôn quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân viên y tế và bệnh nhân không hút thuốc lá vì một môi trường không khói thuốc. Theo nghiên cứu của ngành y, trong thuốc lá có chứa hàng trăm loại chất độc có hại cho sức khỏe con người, 69 chất gây ung thư. Khói thuốc có nguy cơ gây bệnh rất cao, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, ung thư. Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến những người hít phải không khí có khói thuốc. Chính vì vậy, mỗi cán bộ ngành y là một chiến sĩ chiến đấu bảo vệ sức khỏe người dân, tiêu diệt và phòng chống các tác nhân gây hại sức khỏe cho con người. Mỗi cán bộ nhân viên y tế là một tuyên truyền viên, tuyên truyền luật phòng chống tác hại thuốc lá. Về sự hội thi hò ơ cùng nhau ra sức thi đua quan lời quan họ tác hại của thuốc lá chúng ta tuyên truyền cho xanh môi trường, cho xanh môi trường ta. Lo sức khỏe toàn dân, hò ơi, chỉ cho hạnh phúc tương lai. Quan ơi quan họ nói không về thuốc lá, ơ là họ. Cho xanh môi trường, cho xanh môi trường, ơ hò là hò.
khói thuốc là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. Hút thuốc sẽ dẫn đến cái chết từ từ và đau đớn. Hãy cùng chúng tôi cam kết không hút thuốc lá vì sức khỏe chúng ta và tương lai đất nước. Hãy dừng thuốc lá ngay khi còn chưa muộn. Sống và làm việc trong môi trường không khói thuốc là quyền lợi của mọi người chúng ta. Chúc hội thi thành công rực rỡ!